Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Hôm nay một buổi sáng rất là đẹp trời, mình lên thu hoạch cải ngồng. Mình đã trồng được khoảng gần 30 ngày ở trên sân thượng. Đây, cải ngồng của mình bắt đầu đến thời gian thu hoạch rồi đây. Cải bắt đầu ra hoa đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Quay chói nắng quá nên không nhìn thấy gì ở trong điện thoại cả. Có bị lấp hình một chút thì mong các bạn thông cảm. Thời gian này thì đang là thời tiết lạnh khô nên rau rất là tốt. Với cả đang đầu mùa cải nữa nên cũng chưa có sâu hay có dẹp nhiều. Đây các bạn có thể quan sát thấy cải ngồng của mình. Đấy ạ. Và hôm nay mình bắt đầu thu hoạch cái ngồng để ăn dần chứ không để cũng già quá nó mất ngon. Những cái cây cải này đấy, thân to mập mạp này rồi bây giờ thu hoạch xong rồi luộc hay là xào chấm ma di xì dầu là ngon luôn đấy. Mời các bạn cùng xem video thu hoạch cải ngồng với mình nhé. Cải ngồng này thì mình gieo hạt xong khoảng 10 đến 12 ngày mình tách ra mình cấy cái con ở các cái chậu này. Mình có một dãy chậu đây. Đợt này mình mới thu hoạch cái chip mình ăn xong, cái ngồng mình để hơi bị già, có những cây đã ra hoa rồi đây. Các bạn có thể nhìn thấy cây này còn đang có nụ. Đấy. Tầm này thu hoạch đẹp luôn. Một dãy rau mình bắt đầu mình thu hoạch. Đây những cây cải ngồng ấy bắt đầu chuẩn bị thu hoạch to mập như này. Hôm nay mình thu hoạch cả dãy rau cải này. Đấy, trời Hà Nội nắng buổi sáng nhưng mà nắng rất là rát và gắt. Nắng mùa thu thế mà. Mình thu hoạch cải ngồng trồng được khoảng 1 tháng rồi. Cắt rễ đi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cây cải ngồng của mình rất là ngon so với ngón tay cái ạ. Thậm chí còn to hơn cả ngón tay cái, các bạn có thể thấy. Cái ngồng này thì cũng rất là dễ trồng thôi. Có nhiều bạn bạn hỏi mình là trồng cải ngồng thì hay bị dẹp. Vì dẹp là tại làm sao? Tại vì các bạn để đất nó quá ẩm ướt hoặc là vườn các bạn bị bí quá, không được thông thoáng, tạo môi trường và độ ẩm lý tưởng cho dẹp sinh sôi phát triển. Đợt này ở mình ngoài Bắc thì chưa có sâu, tại vì vẫn là đang là đầu mùa cải, chỉ có một số loại sâu đen thôi. Sâu đen thì mình bắt về buổi tối, chỉ sâu xanh thì chưa có, mình chưa thấy có sâu xanh. Vườn nhà mình đây các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều rau nhưng mà mình bắt chủ yếu là toàn sâu sâu đen thôi chứ không có sâu sâu xanh. Đây là lần đầu tiên mình trồng cải ngồng mà được ngon và đẹp như thế này. Và trên kênh của mình đã chia sẻ một video clip rất là chi tiết về cách trồng cải ngồng tại nhà. Bạn nào chưa xem thì mời các bạn tham khảo thêm ở trên kênh của mình. Cải ngồng này thì mình gieo xong rồi mình tách ra mình cấy. Còn các bạn cũng có thể gieo hạt cách nhau khoảng một ngón tay ra. Ví dụ như một thùng cá hồi này thì mình có thể trồng khoảng 40 cây. 40 cây mà to như thế này là cũng được 2 bữa đấy các bạn ạ. Chăm sóc cải ngồng này thì cũng rất là dễ. Mới đầu cấy xuống thì che nắng cho nó vài hôm, nó tươi, nó hồi lại cây. Nó bén rễ thôi. Mình thấy cải ngồng này nó cũng rất là khỏe. Thì các bạn có hỏi mình là anh ơi bón phân gì mà tốt thế? Mình thì cứ phân gà viên, phân trứng sữa, phân cá hoặc là nước giải.
cứ cách một ngày mình bón một lần, nhưng mà bón thật loãng thôi, đừng bón quá đặc, cây bốc rất là nhanh. Ngoài mình đợt này thì đang trời đang nắng hanh, rét về đêm, nhưng mà ngày thì nắng hanh, nhiệt độ lên rất là cao, các loại cây rau phát triển cũng rất là tốt. Tranh thủ ăn, tranh thủ trồng, chứ mấy hôm nữa vào mùa thì nắng không có, âm u suốt ngày suốt đêm, mịt mù, còn mà sâu bệnh thì nhiều. Lưu ý thì lại chỉ có quay ra trồng xà lách với cả cải cúc, với cả một số loại cải cầu vồng, cải bò xôi thì không bị bọ nhảy và các loại sâu. Có nghĩa là mình trồng theo kiểu là trồng kiểu trốn sâu đấy các bạn. Lúc nào có sâu thì mình trồng các cái loại mà sâu không ăn, lúc nào hết sâu thì mình lại trồng bình thường. Mình trồng hữu cơ tại nhà thì cũng một phần thuận theo tự nhiên, chứ cũng không phun thuốc quá nhiều. Ví dụ như cái lứa cải ngồng đằng xa này nhé, các bạn có thể để ý đấy. Ví dụ như để vài hôm nữa thôi, là với cái môi trường ẩm ướt mà không có nắng nhá, chắc chắn sẽ sinh ra dẹp ngay. Nên các bạn lưu ý khi trồng rau tại nhà, đến lứa là các bạn thu hoạch, chứ các bạn đừng để cố làm gì cả. Để cố thấy rau nó non quá, ngon quá là dẹp với sâu nó phát triển ngay. Đấy, cái công cây cải ngồng như thế này, các bạn bảo mang ra chợ thì ai cũng bảo phun thuốc kích thích, nhưng mà thực sự đầu mùa là rau sạch, rau hữu cơ 100%. Tại vì đầu mùa thì không có sâu nên là không phải phun phòng một cái gì cả. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình chỉ tưới phân gà viên, phân cá. Chứ cũng không phải chứ mình cũng không tưới một loại phân hóa học nào cả. Cải ngồng lay mà xào với thịt bò tốn cơm lắm ấy, nhúng lẩu hoặc là đơn giản chỉ là luộc chấm magi xì dầu, hoặc là bạn nào ăn được là mù tạt, ui xùi ngon tuyệt vời luôn đấy. Các bạn có thể thấy cây cải ngồng mới hay bao giờ, rất là đơn giản luôn. Trồng xong xong là hàng ngày cách ngày mình lại tưới phân gà viên hòa tan pha loãng với phân trứng sữa pha loãng là ok, chả có gì cả. Bạn có thể thấy đây, cái hôm mà mình cấy cái cải ngồng này là mình còn cấy vội, cấy như kiểu cái khoán ấy, cấy cho nó đầy đấy. Trời ngoài mình trời mùa đông rồi, chuyển sang đông này rất là nhanh tối, thế mà vẫn cứ lên bình thường. Ngon luôn, mượt luôn. Vậy là mình đã thu hoạch xong 2 thùng cải ngồng rồi. Các bạn có thể thấy cải ngồng của mình nhé, trồng tại nhà nó long lanh còn hơn cả ngoài chợ. Thôi mình xuống chuẩn bị bữa trưa đây. Xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.